Xin chào tất cả các đồng chí nhé. Mời các đồng chí lên trà. Tiếp tục giới thiệu đến các đồng chí tôi loa ca chuyên karaoke nhé. Vâng, nghe nhạc hát karaoke nó là loại loa treo, là loa treo tường này. Ba dầu cả đây, cái lưới cái căng đằng trước của nó đấy, cái mặt ở đấy đây, nó còn chỉ vàng, chỉ vàng như kiểu sân xôi hồi gỗ chỉ vàng. Ba dầu cả một chân này, hai chân này, ba chân này. Con này thì lại vững như kiềng ba chân chứ không phải bốn chân nhỉ. Đấy. Đây, cái chân này nó dụng rồi, chân này đã phải nhờ vào kỹ thuật coi như thế là hàn yếm xe máy để hàn vào đây nha, chứ không dùng 502, dùng 502 chính là đời mình chứng minh trẻ con bây giờ. Đấy, mình không dùng cái 502. Bazooka đấy, cái này thì còn nguyên bốn cái này, một này, hai này, ba này, bốn. Đấy, để vào đây. Đây là cái e căng nhá. Còn thùng loa, thùng loa thì rất chi là đẹp nhá. Đấy. Thùng loa thì nó chỉ chảy xước những cái đề can này, bong nhá, nó bong cóc những cái đề can. Thế còn thùng thì nó không có nở ở chỗ nào cả. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là cái này này, nó bị rớt mất rồi, mất này. Đấy. Đây, nhà sản xuất người ta làm có như thế này này, như cái nút chai rượu thôi. Đấy, cái này. Đấy. Thì lát nữa là chắc là mình sẽ phải chơi bằng cái loại này. Cái này là cái chân ở cái âm ly đây, điều đây xem là bắt vít nha, bắt con vít thì chẳng bao giờ rơi được. Nhiều cái nó cao quá thì lại phải kỳ công, lại phải lấy cái dao cắt ra đi đấy. Thế nhưng mà người ta làm như thế này, cũng gọi làm này, làm kiểu làm cho mèo thế đấy, thế nên nó cứ rơi cho ngay. Chứ còn ví dụ như chơi bằng cái đít, bằng cái chân của cái âm ly này bắt vít thì bao giờ nó mới rơi được đấy, đúng không? Cái này là người ta chưa nghĩ ra được, chưa khôn. Theo mình là như vậy. Yeah. Bây giờ tiếp theo vào đến bên trong của nó. Đây, ống trường này. Đây này, đây là hai cái con ốc này. Đây con này, đây còn hai con. Hai con ốc này là để treo đấy, có cái giá treo vào tường đấy. Đấy. Chỉ có những cái loa của công ty chính hãng này nó mới có những cái ốc để treo loa này nhé. Đấy, không phải cái loa nào cũng có, cái loa mà thợ nó ráp lên là không có đâu. Tem này, đấy, tem này nha, phân tần này này, từ bé ăn giờ mới nhìn cái âm ly có cái phân tần, có cái tụ này, cái tụ như con dơ le, đây là con tụ này, đấy, tụ như con tụ ở cái quạt điện này, nhé, đấy, hai cuộn dây đồng, cái phân tần này ba đường tiếng, tức là cái loa này loa ba đường tiếng nha. Đây, mặt dưới đây. Đấy, đây còn có cả số đây này. Đấy, TS900. Loa 3 đường tiếng nhé. Đây. Có con tụ này, lúc nãy mình cái con tụ xanh xanh này này. Con tụ như cái tụ quạt điện này. Tụ quạt điện thì nó toàn màu đen. Cái con tụ này nãy mình dùng cái kính lúp, mình xoay đây này, chỉ số của nó là 3 mi nhá. 3 mi. Đấy. Đây là cái mặt cái loa bát của nó đây. Đây. Đấy. Cái loa bát này nó lại còn làm cái kiềng nhựa ở ngoài này. Nhựa về. Là hàng công ty nó mới làm này. Nó là chợ thì có cái kiềng nhựa lắp này. Đấy, nó dính luôn vào cái loa luôn. Đấy, nó dính luôn vào cái loa luôn. Nhá. Đây, nhện đây. Côn đây. Đây. Chỉ có zin Vân Khơ thôi nhé, zin khơ là loại xe tải của Liên Xô nhá, IFA là loại xe tải của Đức, giải phóng thì là xe giải phóng, kiểu xe gì, xe giải phóng, xe của Trung Quốc nhá. Đây, bây giờ mình lôi cái này đây nhá, lôi cái la chét đây, đấy. Lôi hai cái la chét đây này cho các đồng chí xem. Ôi trời ơi, là hàng chất lượng nên là check với lại chung của nó tư đôi.
nè, từ kép nhá, từ kép mà từ lớn đấy chứ không phải từ bé đâu nè. Ôi giời ơi, thế này còn gì để nói nữa nhỉ, từ đôi hết nhá. Mỗi cái loa bát là không từ đôi đấy, chứ còn hai cái chung cái chép từ đôi hết đấy. Đây là một thùng nhá, sang cái thùng thứ hai. Sang cái thùng thứ hai thì nó như cái thùng thứ nhất thôi. Thế nhưng về cái vấn đề mình bán hàng thì mình cứ thích để cho các đồng chí xem từ bên trong đến bên ngoài. Đây. Đây là cái loa bát nhá. Đấy. Anh xoay cái nhện này. Đấy. Đấy. Đây. Có đẹp không? Đó, quá đẹp. Cái này cũng thế mà cái kia cũng thế nhá. Đấy, nhận đây. Bây giờ để cho này. Đây. Phân tán đây này. Đây. Đấy, phân tán nhìn như cái loa Nhật. Nhìn như ở cái phân tán Nhật, những cái loa Nhật nó có cái bộ phân tán nó cuộn dây đồng nó giống giống này. Đấy. Thùng đẹp tuyệt vời góc cạnh nhá. Đấy. Còn cái nào thì nó cũng như cái bên kia thôi. Cái nào nó ấy à. Cái nào nó cũng từ đôi. Đây. Đấy, cái nào nó chép có chung là được từ đôi hết. Con loa này nó lại làm cẩn thận thế. Còn cái tem này, cái tem này là mình bóc bắt buộc phải bóc ra để theo để giới thiệu bên trong. Đấy, cho các đồng chí xem bên củ cốt bên trong. Đó. Hay từ đôi này. Thôi thế, đây đây, mình lấy cái thước đo nhé, cho nó chuẩn chỉ luôn. Đây, đây cái thước đo cái lớp bát này nhé. Đo cái thước này, để đây, đây, này thước đây. Ồ, này viền ngoài, cái đấy đến viền ngoài là 26 này này. Nhưng bát này gọi là bát 25 nhỉ, đấy. Đây. Thấy không? Đây. Đúng 26 cm nhé. À, 26 này. Đây. Đúng không? Đấy. Nhưng mà cái lớp bát này gọi người ta gọi là bát 25 chứ không ai gọi bát 26. Nhưng viền cái viền này nó còn bên ngoài này, cái phổ bì. Phải để người ta khoét lỗ. Cái loe là cái đường kính loe này là nó là 26 cm thôi nhé. Đấy. Thôi thế mình giới thiệu tới các đồng chí như vậy nhé. Đấy, bát. Thùng giữ rất dày nhé, đây. Thùng rất dày, gỗ rất dày. Đấy. Thì ai ủng hộ sản phẩm này liên hệ mình nhé. Và rất nhiều ốc, lo bát rất nhiều ốc này. 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 ốc. Và 8 ốc. Rồi. 8 ốc thì các đồng chí biết rồi, công suất nó lớn thì nó mới phải bắt nhiều ốc. Chứ nếu có những cái loa người ta chỉ bắt có 4 ốc thôi. Cái loa này bắt 8 ốc. Thì công suất của nó là chắc là cũng phải là lớn thì nó mới thiết kế như vậy nhỉ. Thôi xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn các đồng chí luôn đồng hành cùng mình. Chào thân ái. Merci.